many pieces all back together now. What's your vision? Ok, Ivan xin chào và quý vị anh chị và các bạn. Nay mình sẽ trở lại với các bạn với một chia sẻ về cái cách làm sao mình có thể tạo được một cái thanh sổ xuống, hoặc có thể tìm kiếm được cách gợi ý như thế này. Ví dụ như chúng ta sẽ tìm đến một cái bảng điểm bao gồm là các thí sinh và tổng điểm. Mình sẽ lấy một cái danh sách demo này để các bạn có thể áp dụng theo cái file riêng của các bạn nhé. Và rồi chúng ta có tìm cái thí sinh đó là Nguyễn. Thì ngay lập tức là nó sẽ trong cái danh sách của chúng ta ấy, nó sẽ gợi ý tất cả những gì mà có là Nguyễn được ạ. Hoặc là Hoàng chẳng hạn. Đấy. Thì trong nó cũng gợi ý toàn bộ những cái thí sinh mà có ai có tên là Hoàng. Các bạn ký phần này không? Rồi. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào để tạo được cái form như thế này? Ở đây thì chúng ta tìm kiếm cái điểm của thí sinh trong cái danh sách ví dụ khá là dài chẳng hạn. Chúng ta sẽ không nhớ hết được. Mình gõ bất kỳ bạn nào cũng được. Ok, thì là mình sẽ demo luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành. Các bạn có thể là dừng ngay lại video. Chúng ta tìm tạo cho mình một cái bảng danh sách đơn giản thế này thôi. Danh sách cực kỳ đơn giản, các bạn dừng ngay nhá. Ok. Sau khi đã chuẩn bị được cái danh sách này rồi, ở đây chúng ta mình có tầm đây 20 bạn thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu đi cùng nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm trường hợp làm tạo file cốt phụ ở đây. Cốt đầu tiên sẽ là cốt test. Cốt thứ hai là cốt test hay là tần số. Cốt thứ ba là cốt kết quả đi. Đúng không? Ở trong cái customer ribbon ở đây, cái thanh này sẽ có một cái thẻ, đó là thẻ developer. Nếu các bạn nào mà chưa thấy cái thẻ developer xuất hiện ở trên cái thanh customize ribbon của các bạn có thể chọn ngay bất kỳ một cái thẻ nào. Các bạn nhấn chuột phải vào đây. Đó, sẽ có một cái cơ sở hiện lên, các bạn thấy là customize ribbon. Trong cái thẻ customize ribbon này, cái phần main test sẽ có phần developer các bạn tích vào đây thôi. Và nếu chưa có các bạn có thể tìm kiếm ở bên này để cho bạn kéo sang bên này. S ở thêm vào đây. Chúng ta ok. Sau khi có cái này rồi thì chúng ta sẽ vào thẻ developer. Chúng ta sẽ vào insert. Chúng ta hôm nay chúng ta dùng cái công cụ về các phần IG control. Đó. Chúng ta sẽ chọn cái đối tượng thứ hai để bên trái sang đây là phần combo power. Chúng ta sẽ tạo một combo power. Rồi. Chúng ta sẽ tạo một cái combo power vào đây. Chúng ta click chuột phải vào đây. Chúng ta vào phần property. Trong cái thẻ property này là thuộc tính của cái combo pop này, chúng ta sẽ quan tâm đến phần linked cell. Đây có rất nhiều những thuộc tính khác liên quan đến cái ô này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm nhé. Đấy, phần linked cell chúng ta sẽ chọn tức là khu G1. Đúng không? Cái phần linked cell như nào thì mình ngay sau đây thì chúng ta sẽ gõ ra, bạn sẽ nhìn thấy phần linked cell nó có đặc điểm như thế nào. Đấy. Ok rồi, chúng ta quay trở lại với thẻ developer. Chúng ta kích vào đây để tắt cái chức năng design mode này đi. Ở đây sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ on hoặc là bật. Chúng ta sẽ bật hoặc tắt cái chức năng này. Thì đây chúng ta sẽ đây. Bạn thấy cái phần linked cell nó sẽ tác dụng như nào? Chúng ta sẽ gõ ví dụ như chúng ta sẽ tìm kiếm là TR. Các bạn thấy là linked cell nó sẽ hiển thị toàn bộ nội dung của cái combo box này. Đúng không? Đấy rồi. Và trong cái phần combo box này chính là cái ô để chúng ta tìm kiếm các cái giá trị ở bên cái cột hỏi tên này. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái cột đầu tiên là cột test. Đấy. Chúng ta sẽ đi tìm cái ký tự gõ đây xem ở trong cái hỏi tên này có không. Đó. Thì chúng ta dùng hàm search như cái video vừa trước các bạn mình có nói chia sẻ với các bạn ngay phía trước. Đấy. Chúng ta sẽ tìm cái giá trị ở khu G1 này. Ta cố định lại trên vô cái ô này xem nó có không. Cái phần start năm chúng ta cứ bỏ qua thì mang định là từ đầu từ 1 này. Rồi nó sẽ đưa về giá trị value nếu không có. Đây, ở đây chỉ có là đây một số cái ô là có cái TR thôi. Thì chúng ta nhìn thấy đó. TR đây có chỉnh đúng không? Đấy, TR bên này cũng chỉnh nào. TR này chỉnh. TR là chỉnh ở đây. Có chỉnh.
trong cái này thì ô nào mà tìm kiếm được thì nó sẽ hiển thị là số, còn ô nào mà không tìm kiếm được thì sẽ hiển thị là không phải là số, mà là lỗi, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ quy đổi tất cả về 0 và 1 bằng cách là như sau. Chúng ta sẽ xem phải là số hay không bằng xuống is number. Chúng ta sẽ hỏi sẽ xác định xem nó test xem phải là số hay không. Thì nó, cái này là không phải là số, là phải. Cái nào là số thì nó sẽ là true, và không phải là số thì là false. Ok. Chúng ta sẽ chuyển cái này từ 0 và 1 chúng ta sang cái cột tần suất này nó đến. Thì chúng ta sẽ trong một video về phần sum product được cao thì mình cũng nói về cái cách để chuyển được true và false thành 0 và 1 rồi. Chúng ta sẽ có 3 cách, tuy nhiên hôm nay mình sẽ áp dụng một cách đó là thêm hai dấu trừ ở phía trước. Đúng không? Sẽ đơn giản hơn hai cách còn lại. Chúng ta sẽ tạo thành 0 và 1 ở đây rồi. Như các bạn sẽ thấy, tất cả những ô nào mà có TR ở đây thì sẽ là 1. Chúng ta sẽ gõ một ký tự khác. Đúng không? Đấy, chúng mình có cái này có rồi. Và tự hát, đúng không? Đấy, có rất nhiều thì các bạn có thể test được ở đây rồi. Thế rồi, rồi cột tiếp theo thì chúng ta sẽ cột tần suất, chúng ta sẽ đếm được từng cái thứ tự ở đây nó nằm từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu ở đây. Chúng ta dùng hàm if, chúng ta sẽ dùng if để chúng ta đếm được. Ví dụ như bên này là 1 bằng 1 thì chúng ta sẽ dùng count để ta đếm, count if. Chúng ta sẽ đếm trong cái mảng này. Đây, chúng ta sẽ lưu theo điều kiện là từ OC2 đến OC2 mà thôi. Ta cố định lại, cố định cái cột 2 nhé. Đây, điều kiện đó là 1. Thế rồi chúng ta sẽ, đây các bạn thấy rồi, chúng ta sẽ đếm lần lượt các giá trị ở đây. Ví dụ như Trịnh Hoàng Kiều cô đầu tiên có xong cái cột test này nó chỉ là 1 thì chúng ta đếm là cái đầu tiên, cái chị 1 đến nữa chúng đếm cái thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Thì trong chúng ta sẽ tìm được cái tần số xuất hiện của cái chữ TR này trong cái cột này, đó là 5. Theo thì chúng ta sẽ tạo một cái bảng, đó là các cột kết quả. Sau khi tìm được tần số rồi thì chúng ta sẽ lọc hết tất cả những cái nào mà có lên trên này. Chúng ta sẽ dùng hàm index. Cái phần array này thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái phần ở đây 4 rồi. Cái row 5 thì chúng ta dùng hàm mess. Các bạn lưu ý phần này nhé. Chúng ta dùng hàm mess, chúng ta có lookup value này, chúng ta sẽ lấy được những cái giá trị ở đây. Chúng ta tham chiếu sang bên này. Chúng ta làm như sau, chúng ta dùng hàm row S. Chúng ta sẽ chọn từ D2 đến D2. D2 chúng ta cố định cột D nhé. Một lúc nữa thì các bạn sẽ thấy tại sao như thế. Phần lookup array chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái màn này. Chúng ta cố định lại. Phần extract mess chúng ta chọn là tự khớp lại extract mess. Mình sẽ phân tích qua món này một chút nào. For row này thì row S sẽ đưa về cái số tổng số dòng ở cái vùng tham chiếu là D2. D2 này thì đây sẽ là 1. Thì cái số khi hàm mess tìm giá trị là 1 trong cái mảng này, nó sẽ tìm ở đến đây. Nó sẽ đưa về cái số, nó sẽ đưa về cái thứ tự là cái cột này, số 3. Các bạn hình dung không ạ? Đấy. Nếu khi mà hàm đến ô này, chúng ta sẽ di chuyển ở đây, chúng ta sẽ kéo xuống ở đây, chúng ta tiếp tục xuống dưới nhá. Rồi ở ô này thì hàm trên này không thay đổi rồi. Hàm row này chỉ từ D2 đến D3 thì nó sẽ đưa về giá trị là 2. Sẽ bôi đèn cái này nhấn F9, các bạn nhìn thấy F9 thì đưa về giá trị là 2. Thì cái hàm mess này nó tìm giá trị là 2 ở trong cái mảng này, sẽ đưa về đây. Cái hàm index này sẽ tìm ra cái cột này, đưa về giá trị là Trịnh Quang Hải. Tương tự đối với cái, mình sẽ kéo một xuống một dòng nữa,
Ngọn chỉ của bạn, sorry các bạn. Đấy. Cái này nó chuyển 2 thì mình kéo nó sẽ xuống. Chúng ta sẽ kéo từ đầu đi. Đây, chị anh hùng tương tự phần round D2, D4 nó sẽ là cơ 3 thì nó sẽ match giá trị 3 ở đây. Chị kéo sang đây giá trị này là chị anh hùng. Thế rồi, thì chúng ta sẽ tìm cạnh giá trị còn lại. Rồi A. Ok, đây cái NA thì chúng ta sẽ không thể lọc được nên chúng ta sẽ dùng thằng Ipro để bỏ cái lỗi NA này đi. Ipro này chúng ta sẽ dùng ngay ở đây. Chúng ta sẽ bỏ cái lỗi NA này đi. Rồi, thì những cái lỗi NA sẽ thành khoảng trống rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo một cái ô để chúng ta đưa một, tạo ra một cái mảng để ta đưa vào cái combo box này. Chúng ta sẽ bằng là từ E2 index. Cái phần array này thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ phần này. Chúng ta cố định lại. Row 5 này chúng ta sẽ dùng hàm count if. Tương tự cái phần này chúng ta cũng sẽ lệ đây. Chúng ta nhấn F4. Cái phần phần điều kiện này chúng ta sẽ dùng đó là một ký tự đại, hai ký tự đại diện, đó là chấm hỏi và sao. Thì chúng ta chỉ đếm ở trong cái phần này xem là cái nào có ký tự thôi, cái nào có trống chúng ta không lấy, tạo một cái mảng, đúng không ạ? Chúng ta đóng nó lại thì các bạn sẽ thấy nó giá trị của phòng. Cái điều này cũng chưa quan trọng, chúng ta sẽ copy công thức ở đây. Ctrl C nào. Wow. Chúng ta vào thẻ formulas, tạo vào phần define name. Chúng ta sẽ đặt một cái tên, đó là họ tên. Cùng vào đây. Nên đưa công thức vào cái ô refer to này. Copy vào thôi. Chúng ta ok. Các bạn lưu ý ở đây có phần score. Chúng ta sẽ chọn là sheet này hay là workbook. Ta gọi chọn workbook nhá. Ta ok. Thì chúng ta sẽ đạt được một cái phần name range. Chúng ta vào phần name manager thì chúng ta sẽ có một cái phần name range ở đây rồi. Cái phần này không định tính một ô nào cả, nó là một công thức thôi. Chúng ta có thể xóa cái này đi. Rồi, chúng ta quay trở lại với thẻ developer. Chúng ta vào thẻ design mode. Chúng ta sẽ vào thẻ property. Để chúng ta sẽ click vào đây, chúng ta vào property. Chúng ta sẽ tìm đến cái Oris Field Range. Chúng ta đưa phần họ tên vào đây. Chúng ta tiếp tục nào. Có một cái mục là Mesh Entry, chúng ta có thể thêm, sẽ chuyển thành Mesh Entry None. Thì rồi chúng ta đóng cái thẻ này lại. Chúng ta quay trở lại với thẻ Developer. Chúng ta click vào đây để tắt chức năng này đi. Rồi, giờ chúng ta cùng gõ nào. Hoàng, ok, đào, okay, đây, chúng ta kích vào đây, chúng ta gõ, nó sẽ gợi ý đúng không ạ? Hoàng, rồi, Vũ, tuy nhiên chúng ta không kích vào, chúng ta bỏ ra đây, ta kích vào đây thôi, ta gõ đi Hoàng, không hiện gợi ý ở phía dưới này, đúng không ạ? Trịnh. Ủa, nó không hiện gợi ý ở phía dưới. Bạn theo chị chân nào. Rồi, Hoàng không gợi ý ở bên này. Ok rồi. Vậy để làm được cái gợi ý như lúc mà chúng ta kích vào đây thì chúng ta sẽ cần thêm một đoạn VBA nhỏ. Các bạn đoạn này cực kỳ đơn giản, các bạn nào chưa biết về VBA cũng thể làm được, không có khó khăn gì cả. Chúng ta quay trở lại developer. Chúng ta vẫn phần design mode. Chúng ta vào phần từ đây. Chúng ta vào chuột phải đây cũng được. View core này. Hoặc là có hai cách thứ hai, đó là chúng ta vào phần developer và vào view core ở đây, giống nhau thôi. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ chọn phần combo box. Trong phần combo box này thì cái phần thì nó hiển thị một cái sẵn đây rồi, chúng ta cài báo ở đây rồi. Chúng ta chỉ cần thêm một cái đoạn nhỏ là combo box. Combo box 1 chấm. Đó. Chúng ta chọn cái thẻ drop down ở đây. Đó.
Xong, chúng ta cũng thêm một dòng này thôi. Sau đó chúng ta đóng cái thẻ này lại. Rồi, sau khi chúng ta đóng thẻ lại, quay trở lại bên phần developer chúng ta tắt chức năng này đi. Và bây giờ đơn giản là chúng ta sẽ gõ chị. Nó sẽ đưa ra gợi ý đúng không ạ? Hoàng. Rồi. Đào. Rồi, gợi ý rồi, ok rồi. Chúng ta ẩn cái đi, xong rồi, nhiệm vụ xong ẩn cái đi. Hai là đi. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái ô điểm ở đây. Chúng ta căn chỉnh thế nào cho nó đẹp là được, không sao cả. Chúng ta có thể tạo một ô nền bô nền vàng ở đây. Chúng ta phải đặt vào đây bằng một cái hàm, đó là hàm về lục cặp. Đúng không? Chúng giá trị này là trị OG1 này. Chúng ta đóng quyết định lại. Chúng ta cố định ngay lại và table array ở đây. Rồi chúng ta cố định cái array này lại, cái mảng này lại. Xong cột thứ hai. Đúng không? Chúng ta chưa có giá trị nó hiện báo NA ở đây. Chúng ta sẽ gõ một cái biểu chỉnh. Đúng không? Chúng ta chỉnh quang hải chẳng hạn. Nhìn ra cái điểm ở đây. Chúng ta sẽ đoán. Đúng không? Nhìn ra hoặc là hoàng. Đúng không? Nó sẽ gợi ý đây. Các bạn có thể chọn đây thay vì các bạn đánh. Đúng không? Rồi, chúng ta có thể ẩn cái này đi với một cái màu trắng hoặc là một cái thẻ ẩn. Một cái video về làm ẩn hiện các cái ký tự mình có nói rõ về cái này rồi. Làm ẩn hiện, rồi. Chúng ta tạo được cái ô này rồi. Ở bên công thức này các bạn thấy là nó sẽ có OG1, tuy nhiên chúng ta sẽ thay đổi như sau. Chúng ta thay đổi OG1 bằng cái name range. Chúng ta sẽ gọi họ ở đây. Nếu có họ tên ở đây, chúng ta có thể có chọn được họ tên vào luôn. Chúng ta ok. Chúng ta không phải quan tâm được cái name lên cái nữa. Và chúng ta sẽ ai được cái OG1 này, chúng ta sẽ gọi về thôi. Kiều Sĩ Sơn. Đã. Hoặc là Nguyễn. Để mình gọi đây. Đã. Chúng ta sẽ chọn đây. Đó. Chọn. Ok. Trên đây thì mình mới chia sẻ các bạn cái cách chúng ta tạo ra một cái danh sách. Đó. Chúng ta tìm kiếm gợi ý như Google hoặc là một số trình duyệt khác. Chúng ta làm ngay trong Excel của chúng ta. Thêm một đoạn bảng V-Bay cực kỳ đơn giản và dễ dàng cho những ai, bất kỳ ai cũng được. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Và nếu thấy video hữu ích, nhấn like và để lại một lời comment. Cũng như là đăng ký kênh ngay để nhận được thông tin mới nhất từ video của mình nhé. Mình cảm ơn.